Khả Đăng xin kính chào tất cả quý vị chị và con có bác cùng toàn thể mọi người. Hôm nay Khả Đăng sẽ lên sóng ngày mưa cho quý vị chị và con anh em mình quan tâm những mẫu xe bên cửa hàng. Hôm nay thì thời tiết hơi mưa một chút thì không quay được, thì sẽ báo qua cho bà con một số những mẫu xe bên cửa hàng, và cái lượng xe bên cửa hàng còn rất là nhiều đây. Quý chị và con anh em mình ủng hộ hãy làm việc trực tiếp với Khả Đăng nhé. Khả Đăng số điện thoại 0326062789 này. Những cái mẫu xe như là ví dụ Innova đời 2018 đây quý vị chị và con. Mẫu này mang nước sơn màu ghi xám các bác nhé. Tên tư nhân chính chủ biển, tên chính chủ Khả Đăng ô tô đời 2017. Chiếc này là động cơ 2.0 form mới nhé, số sàn động cơ 2.0 mang nước sơn màu ghi xám này. Bên em đang để cho bà con các anh chị với mức giá là tầm khoảng 420 các bác nhé, là bên em giá niêm yết ở cửa hàng. Tất có giảm độc lá cho anh em mình quan tâm, anh em mình alo cho em Đăng. Số điện thoại em Đăng là 0326062789. Mẫu này anh em mình vừa đi gia đình kết hợp dịch vụ rất là hợp lý này. Dưới này thì anh em mình có thể nghiên cứu lấy một mẫu Vios E đời 2014, cũng tư nhân chính chủ biển An Lão Hải Phòng, chiếc xe mang nước sơn màu đen đây. Chiếc này thì em để cho anh em 240 thôi các bác nhé, rất là hợp lý này. 250 bao vào tên, 240 anh em mình về đi, có biển có tên đăng kiểm mới rồi. Quý chị và con anh em mình về chỉ việc đổ xăng là chạy thôi, không cần làm gì thêm cả. Rất nhiều những mẫu xe mà nhà em đang giảm giá lọc lá và ba rút hồ sơ cho quý vị chị và con anh em mình ủng hộ Khả Đăng nhé. Hôm nay Khả Đăng có về một mẫu VinFast Fadin, nói chung là một chiếc xe bản Plus đời 2021 màu đỏ. Chiếc này có lỗi nhẹ nhẹ các bác nhé, lỗi nhẹ em bán rất là rẻ. Khách hàng nào ủng hộ Khả Đăng thì alo cho em Đăng. Con này thì có lỗi nhẹ ở răng dưới nhá, đâm vào chạm nhẹ vào sắt xi bên phụ. Đấy, chiếc này em khẳng định, em nói thẳng luôn, xe này Khả Đăng đang để đi công vụ. Đấy, xe rất là đẹp luôn, đi rất là ngon, nhưng mà nó lỗi. Em bán rẻ lắm, rẻ không báo giá. Quý vị chị con anh em mình quan tâm thì anh em mình lấy một chiếc xe lỗi nhẹ anh em về đi, thì anh em alo cho em Đăng. Chiếc này em đây không mở bán ở cửa hàng. Đấy, anh em mình lựa cân đối nhá, Khả Đăng đang đi công vụ. Mazda 2 này mới về này, Mazda 2 đời 2017 màu trắng đây. Thì bên em sẽ về đoạn nội thất và đi kiểm tra cho anh em một tí gầm nữa. Gầm nó hơi kêu một tí rô tin, về thay cỏ rô tin mất vài trăm thôi. Chiếc sơn vừa làm xong nhé các bác nhé, xe keo chỉ zin, thân vỏ zin, máy zin đời 2017 Mazda 2. Form dáng thì nó là bản hatchback nhưng mà nó là bản số tự động các bác nhé. Chiếc này thì một chủ tư nhân từ mới biển Sài Gòn, có đăng ký biển vàng, chạy dịch vụ nhưng mới đi được 17 vạn. 17 vạn các bác nhé, 17 vạn chuẩn đời 2017. Em bao rút hồ sơ sang tên bấm biển đổi chủ cho bà con với mức giá tầm khoảng 340, bao vào tên bấm biển đổi chủ lộp thuế tiền lực từ công an, bao hết. Chọn gói cho bà con các anh chị, khách hàng Khả Đăng ô tô vẫn bớt các bác nhé. Quý chị bà con anh em chỉ cần alo cho em Đăng qua số điện thoại 0326062789 mà thôi. Em sẽ lo mọi việc cho bà con các anh chị, anh em mình cân đối nhé. Đó, Innova đây. Innova G đời 2010. Con này 2010 phải không nhỉ? Con kia biển Hải Phòng các bác nhỉ. Con này 2011. Đây, mới về. Mang lớp sơn màu bạc quý vị chị bà con nhé. Chiếc này thì nhà em để cho bà con các anh chị với mức giá là tầm khoảng, đây con này 2008 chứ, 2008 thì tầm khoảng 190-200 thôi. Anh em mình quan tâm anh em mình alo cho em Đăng. Còn đời 2010 là 200 tròn nhé. Đó, rất nhiều sự lựa chọn này. Ở đây kia là bản Accent số tự động đời 2020 nhé. Nhà em đang để cho bà con bản đặc biệt thì 2019 là tầm 420, 2020 bản thường thì tầm khoảng 390 nhé các nhé. Đấy, dưới kia là Innova đó kìa, Innova đời 2010 đấy. Con đấy thì để cho anh em 208 triệu đồng bao vào tin. Giá này miết của cửa hàng đây, Mazda 2 mới về đây. Nhiều sự lựa chọn, nhiều sự cân đối cho bà con các anh chị anh em mình ủng hộ nhé. Mazda 2 thì với động cơ 1.5 mang nước sơn màu đỏ, máy số keo chỉ nguyên bản, keo chỉ zin, máy zin. Nhà em có màu đỏ, màu trắng và màu đen cho bà con lựa chọn đời 2015-2016 nhé. Trên này 2016 tầm khoảng 340 bao vào tên cho bà con các anh chị nhé. Giá niêm yết thì có trên kính hết rồi, các bác cứ an tâm. Chất lượng xe cộ thì Khả Đăng đảm bảo cho bà con. Em sẽ bao rút hồ sơ và hỗ trợ cho bà con cái tiền vào tin. Nếu quý vị chị bà con anh em ủng hộ Khả Đăng qua số điện thoại 0326062789. Hôm nay trời mưa bão thì nói chung là bên cửa hàng chỉ bán được có 7 cái thôi. Hôm qua thì bán 13 cái nhé. Hôm qua chủ nhật thì bán 13 cái, hôm nay thứ hai thì khách ít hơn thì bán 7 cái các bạn, 7 cái đấy. Elantra đời 2021 mới tinh đây các bác, hơn 500 một tí này, bao vào tên 508 triệu đồng là giá cửa hàng đưa ra. Đời 2021 bản 1.6 GLS có cửa lóc túi khí phanh ABS form mới nhé. Động cơ 1.6 số tự động, dòng này nó là phân khúc hạng C đến từ thương hiệu của nhà Hyundai Elantra. Form dáng đẹp, keo chỉ zin không lỗi, không đâm va, không tai nạn, tất nhiên là không ngập nước rồi. Máy số keo chỉ phải zin 100%. Còn nếu mà lỗi thì nó thật các bác nó rẻ hơn rất là nhiều. Đó. Tiếp theo thì anh em mình có thể lấy i10 thì nó rẻ hơn. i10 1.2 số tự động đời 2022. Chiếc này mới lăn bánh được 3,7 vạn, nguyên lịch sử bảo dưỡng hãng các bác nhé. Anh em có thể check hãng thoải mái. Chiếc này thì đời 2022 và bên em đang chào bán mức giá là 390 nhé các bác nhé. Đó, rất là hợp lý thôi. Bản sedan 5 chỗ 2 đầu, được máy động cơ 1.2 4 máy nhé. Rộng rãi thoải mái, anh em mình có thể đi lại. Và anh em mình có thể chạy dịch vụ đi gia đình rất là tốt thôi. Tư nhân một chủ, tư nhân từ đầu và biển Quảng Ninh, tên tư nhân chính chủ. Khả Đăng sẽ đi vào trong kia và lướt qua một số những mẫu xe bên cửa hàng mới về mà chưa lên sóng được. Hôm nay thì có hai anh em nhân viên mới thì vào cửa hàng. Vâng. Vào cửa hàng thì có
vào cửa hàng để xin việc ấy, thì bọn em này cho thử việc 2 tháng nay rồi. Nói chung là nhân viên mới nhưng cũng được việc. Đấy, thằng đội mũ này. Đấy, thì hôm nay em cho kết nạp anh em nó vào trong cửa hàng nên là đi hôm nay uống rượu hơi phê. Thì hôm nay em bây giờ mới dậy được thì mới lên sóng cho bà con đây. Đấy. Accent số tự động đây các bác. Accent số tự động này, Innova này. Innova đời 2010 đây, chiếc này thì tầm khoảng 200 nhá. Đấy, Accent này thì Accent. Đây con này số sàn đấy nhỉ? Con này số sàn các bác ơi. À, chiếc này số sàn bản đủ tư nhân, một chủ từ mới đời 2019, khả năng mua này. Chiếc này 340 nhá, bao vào tên, bấm biển đổi chủ luôn. 340, bao vào tên, bấm biển đổi chủ các bác nhé. Đó, tiếp theo là Vios này, Vios form mới đây. Biển vàng cũng mua nhá các bác nhé. Bọn em không ngại nói dối các bác làm gì đâu. Nói thẳng luôn, hợp tác xã vận tải Hưng Thịnh An này. Đấy, chiếc này biển 36H là biển ở trong Thanh Hóa các bác nhé. Vios form mới đời 2021, số sàn số tự động đủ hết. Chiếc này thì số sàn đời 2021, nên quanh khoảng tầm khuôn 308 nhé. Đấy, form 2022 309, có màu trắng, màu đen, màu đỏ và màu vàng cát. Ngoài ra số tự động thì có bản ECVT đời 2021 với mức giá khoảng tầm 420, 430 tùy theo xe các bác nhé. Rất nhiều sự lựa chọn này. À, đặc biệt là xe công vụ khả năng năng vừa rồi giới thiệu nhé. Con này thì em mua được có chút nỗi nhưng mà nó thực sự rất là đẹp và nó phù hợp với tầm giá tiền. Con này nó có bao nhiêu? Có em đang để cho anh em là thôi. À, không báo nữa, rất là rẻ nhé các bác nhé. Alo cho em đăng, rất rẻ. Rất rẻ luôn đấy ạ. Pha din bản đủ Plus, bản Plus đời 2021 nhé. Mà bây giờ em chỉ để cho các bác dưới 300 thôi. Mà còn dưới nữa được, các bác anh em alo cho em đăng để chốt nhé. À, chiếc này thì để cho chị Tốt người Thủy Nguyên Hải Phòng rồi. Chiếc Ford Focus đời 2014 để chị Tốt Thủy Nguyên Hải Phòng rồi nhé. Đang rút hồ sơ chờ chị lấy xe thôi. Nissan Sunny đời 2021 bây giờ em để cho các 2019 em để cho anh em 208 thôi. Rất rẻ mà số sàn bản đủ đời 2019 nhé, form mới nhé. Honda City này đời 2021 bản L, bản G chứ, bản G thì em để cho anh em là có bao nhiêu? Bây giờ để cho các bác là có 450 thôi, bao vào tên, 440. Đấy. Ờ, đây chiếc này em hạ giá xuống để cho anh em 290 nhé, bao hồ sơ, 290 bao hồ sơ, 295 triệu là bao vào tên này. Một chiếc xe Kia Soluto đời 2019 bản đủ tư nhân, một chủ từ mới, keo chỉ zin, máy zin màu trắng nhé. Nguyên bản không đâm đụng, bao quẹt và ngập nước. Ở bên cạnh đó là GT bản, con này cũng là 2021 nhưng nó bản L. Bản L thì nó chỉ dưới bản GRS thôi, RS thì nó có thêm cái đèn gầm các bạn, bên này có cruise control các thứ đấy. Thì chiếc này nó không có những cái đấy thì nó rẻ hơn tầm 450. Em alo cho em đăng. I10 chống cháy cho anh em mình, có hai con I10 chống cháy cho anh em mình đây, 120. Con này 120, con kia 160 các bác nhé. Đấy, I10 2013 form cũ thì bây giờ để anh em 128 triệu thôi, bao vào tên. Còn cái form mới này đời 2014 này thì để cho các bác là 155 triệu bao hồ sơ nhé. Đó. Dưới này thì có I10 đây các bác, rất nhiều sự lựa chọn các bác, anh em mình cứ qua cửa hàng kiểu gì cũng mua được xe. I10 form mới đây, con này số tự động các bác nhé. Đời 2018 phiên bản số tự động 320 các bác nhé, 320 triệu anh em mình lấy con xe này luôn. Đấy, màu đỏ kia thì em để cho anh trai người Hạ Long rồi, đang rút hồ sơ rồi. Đấy, màu đỏ đời 2019 bán 340 cơ, bán rồi. Còn chiếc này thì đời 2012 các bác, 2018 nhé, form mới nhé. Em để cho các bác nào bây giờ là bao nhiêu nhỉ, để cho anh em là 320 triệu bao rút hồ sơ. Đấy, giá bằng 328 này. Taxi đây các bác, taxi cũng ra nhé. Taxi ra đời 2018 này, bản bay này. Bây giờ anh em thợ người ta đang chào em là mua về đây là 248 triệu nhỉ, 230 mấy triệu thôi. Nói chung là chuyển về đây là 243 triệu rồi. Đấy, chuyển xe lồng về đây 243 triệu. Về sơn này màu vàng cát các bác nhé, hoặc là màu vàng này. Anh em mình thích màu gì thì alo cho em đăng để đặt cọc tiền. Dọn mất khoảng 20 triệu nữa. Nên tổng khoảng lên 360 mấy triệu mới bán chênh 10 triệu là 370 mấy triệu một chiếc. Nếu mà anh em mình dọn xong thì phải bán 390 triệu. À, 290 triệu. Còn nếu mà để nguyên này thì để cho các bác là 240 anh em, 250 anh em về dọn nhé. 243 triệu rồi 250 đi, cộng 7 triệu. Đấy, hai con luôn. Đấy các bác, nói chung là xanh chín, không có gì phải lo lắng cả. I10 này để cho em trinh người Thái Bình rồi, nhưng mà hiện tại em chưa lấy thì em đang có công việc chưa lấy được, thì bán nữa em nó về nó lấy. Con đấy thì bấm biển cho em luôn. Kia Rondo xe đẹp nhé, đời 2017 các bác ơi. Xe gia đình đẹp nét căng. Ông nào tìm ăn lỗi em đốt xe tại chỗ luôn, và anh em tặng xe luôn, tất cả xe bãi em tặng hết riêng con xe này. Một phân keo chỉ không mất nhé, keo chỉ zin máy zin này. Chiếc này để cho các bác là 368 triệu đồng là giá cửa hàng đưa ra, bao rút hồ sơ, bao vấn biển, đổi chủ khả năng còn bớt nhé. Đấy, Vios E màu đỏ đời 2016 bây giờ chỉ để cho các bác có 260 triệu thôi. Đấy, màu trắng thì 270 triệu bao vào tin. Anh em mình quan tâm anh em mình qua cửa hàng xem thêm. Mazda 3 đời 2017 401-402. Kia K3 đời 2014-13 bây giờ 300 thôi các bác nhé, 300 triệu thôi. Rất rẻ này. Đặc biệt là Hyundai con nhỉ, Nissan Sunny đời 2015 bây giờ chỉ có khoảng tầm 160 anh em mình qua cửa hàng, anh em mình alo cho em đăng nhé. Đấy. Chiếc này thì 20 năm thì 170 đi. 170, 180 thì bao vào tên nhé, 170 thì anh em bao hồ sơ.
108 bao vào tên đời 2015. Thôi, nói chung này còn bớt được các bác nhé, còn bớt được. Alo cho em Đăng, nói chung em cộng sổ vào em xem có lãi này em bán thôi chứ em không để lâu đâu quý chị. Ui con này đẹp lắm anh em, tư nhân chính chủ nhá. Xe này thì màu xanh đổi màu trắng anh em nhá, màu xanh đổi màu trắng. Em báo đây cho anh em mình dễ phức tạp, nhiều ông thì cứ kêu kiểu nó như này nào, như là chú nói không chuẩn nó nọ kia, nhưng đây em báo chuẩn luôn. Con này màu xanh đổi màu trắng, ngày trước người ta đã đổi màu rồi, bây giờ về chỉ sơn lại thôi, nhưng đẹp lắm anh em ạ. Con xe đẹp, máy zin nhá, keo chỉ zin đời 2015. Bây giờ để cho các bác 175 triệu đồng bao vào tên bấm biển đổi chủ, các bác thấy hợp lý không? Đang bán 185 triệu. Xe tư nhân chính chủ biển Hải Phòng luôn các bác nhé. Xe đẹp, cứng cáp, không lỗi, không đâm đụng ngầm nước. Đấy, i10 đây. Anh em mình có thể lấy i10 bản đủ không các bác? Đấy, mang nước sơn màu trắng này, màu trắng bạc nhé các bác nhé. Đời 2016, bây giờ tầm khoảng 220. Anh em mình qua cửa hàng lấy ủng hộ cho nhân viên mới nhà anh em các bác nhé. Đây, mẫu này thì em nó đầu tư và đi lại để làm xe dịch công vụ và cũng như là bán này, nhưng mà nó là bản đủ, xe đẹp, tư nhân chính chủ, xe đẹp cứng nhắc nhé. Đấy, máy có zin không em? Zin đấy chứ? 100% luôn, bảo hành cho bà con các anh chị anh em mình nhé. Lấy con này bản đủ thì nó có thêm ABS, túi khí và có năng đăng đúc nguyên bản theo xe. Chiếc này em đang bán là 228 triệu đồng. Có bớt, có lọc lá cho bà con các anh chị nhiều quan tâm. Đấy, đời 2020 bây giờ chỉ còn 209 thôi. Đây, 209 pha đi đây. Con này thì không lỗi nhá, con kia thì có lỗi nhưng mà bán rẻ lắm. Con này thì không lỗi thì bán chuẩn cho anh em là 209 này. Bao hồ sơ, bao tên thì thêm 5-6 triệu thôi là ok. Đấy, tiếp theo là i10, i10 và bản đủ đây. Các bác form dáng mới đời 2017, đầu năm thì 2016 nhỉ. Con này 27, đầu năm vẫn là form này. Form này nó giống cái form kia nhưng nó là bản sedan đây các bác, động cơ 1.2 nhé. Chiếc này thì nhà em đang để cho bà con cô bác anh chị là bây giờ là để cho anh em là 238 triệu bao vào tên. Còn chiếc kia là đời 2017 nhé, con đấy là xe bản thiếu nhưng mà tư nhân 1.2, con đấy 208 triệu bao vào tên. Đấy, dưới này thì anh em có thể lấy form mới đời 2018 với tầm khoảng 230 bao vào tên các bác nhé. Anh em mình quan tâm anh em trực tiếp làm việc với khả năng qua số điện thoại 0326062779, một số con Rio này. Hay những con i10 đây, i10 này đời 2017 nhé, tầm khoảng hơn 200 thôi. Đây, Mazda 2 đẹp chưa các bác này, Mazda 2 này thì để cho các bác là 304 nhé, bao vào tên. Đó, còn rất nhiều sự lựa chọn, quý chị và con anh em mình qua cửa hàng anh em mình xem thêm. Hôm nay trời nó mưa gió thì khả năng cũng lên sóng phục vụ cho bà con nhiệt tình đây. Đời 2016 Kia Cerato bây giờ 320, 330 anh em mình alo cho em Đăng. Màu bạc, màu trắng có hết, các anh em mình cứ lựa chọn con nào hợp lý thì alo cho em Đăng. Đấy, Honda Civic biển màu đen kia thì đời 2008 nhé, cái đấy thì 180 triệu anh em. Rất rẻ nhỉ, 180 triệu, rẻ lắm. Hay là con Mazda đời 2013 này, Mazda CX-5 đời 2013, bây giờ để cho anh em mình có bao nhiêu? Chiếc này thì để cho anh em mình có khoảng 42, 43 thôi, anh em mình alo cho em Đăng. Có màu xanh, màu và màu trắng nhé. Đấy, tiếp theo thì anh em mình có thể lựa chọn chiếc Hyundai Accent. Hyundai Accent biển Hải Dương này, tên tư nhân này, có đèn bi salon này. Đời 2013 số tự động các bạn. Chiếc này thì bây giờ em đang loanh quanh khoảng tầm 300-301 các bác, anh em mình qua cửa hàng anh em mình lựa cân đối giá cả thì em bớt nộp ná cho bà con, giá trên kính có hết rồi. Đây, Antis xe đẹp đời 2006, số sàn tầm 190 này các bác. Số sàn xe của các chú các bác lãnh đạo ngày xưa đi giờ giữ gìn rất là chuẩn nhé. Hyundai Elantra đời 2013 số tự động, bây giờ nó chỉ có hơn 320 một xíu thôi. Hay là anh em mình lấy Kia Cerato một chủ tư nhân từ mới bản luxury nhé. Số tự động cửa lock, chiếc này thì em để cho các bác là 490 nhé, 8 triệu đồng là giá cửa hàng nhé. Còn anh em mình muốn giảm giá alo cho em Đăng. Tiếp theo là Kia Cerato form cũ đời 2018 nhưng số sàn bây giờ chiếc này có 370 thôi, rất rẻ. Đấy, rất nhiều sự lựa chọn, quý anh chị và con anh em mình ủng hộ em Đăng qua số điện thoại 0326062779. Còn rất nhiều những mẫu xe khác thì khả năng sẽ lên sóng trong video tiếp theo. Ủng hộ cho khả năng thì anh em mình nhớ alo trực tiếp và đăng ký kênh, follow và chia sẻ giúp khả năng một lần nữa chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chúc mọi người mạnh khỏe, thành công, may mắn. Còn mấy hàng nữa nhé các bác nhé, mai sẽ quay phục vụ cho bà con. Hôm nay trời hơi mưa gió, chân thành cảm ơn, xin chào mọi người trong video clip tiếp theo.